Rồi chào các bạn nha. Giờ mình đang thấy con sumi của ai 160 đang chạy dưới ruộng các bạn. Đất này cũng hơi lúng nha. Chạy ra đây để lên vuông thôi nha các bạn. Có cầm mấy tấm dĩ nữa. Đó. Hơi lúng các bạn. Yeah. Lùi. Đi vô hả chú? Đi vô hả? Chỉ đi nha các bạn. Phải đúng rồi. Cài đất nó lúng luôn. Đất nó thấy mềm quá. Ở đây ra dòng tượng dạ sao biết tôi thấy à có cái bàn đúng cái số dạ vậy hả
Giá gì xuống rồi. Lại lên ông chồng nhảy hả? Ví dụ mấy công làm chạy chồng gãy thì ngon hơn bằng lúa.